Lữ khách 24 giờ 2019 sẽ tiếp tục là những cuộc hành trình tìm hiểu và khám phá những nét đẹp văn hóa độc đáo, thú vị, cũng như những nét đặc trưng của con người Việt Nam ở mỗi vùng miền đất nước. Những nghệ sĩ trẻ tài năng, những nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ được dịp thể hiện cá tính và bộc lộ cảm xúc một cách chân thật nhất thông qua những hoạt động thử thách đầy bất ngờ và vui nhộn, để mỗi hành trình của Lữ khách 24 giờ đi qua sẽ lan tỏa những niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ. Mời quý khán giả đón xem chương trình phát sóng vào lúc 22 giờ 45 phút thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.